Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kiếp trước là thầy trò. Năm 1974, Hòa Thượng tại Hồng Kông đã từng nói qua: các vị xuất gia người Mỹ không phải bây giờ họ mới xuất gia, mà ở quá khứ vào triều Đại Hán họ đã xuất gia rồi. Nhiều nhất là vào đời Đường, giống như Đường Huyền Trang phiên dịch kinh điển, các vị này ở đó tham gia công tác phiên dịch Hoằng Dương Phật Pháp. Do từ triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mỗi một triều đại đều có họ. Các vị xuất gia này lúc trước đều là người xuất gia ở Trung Quốc, hơn nữa đa số đều đã làm đệ tử của tôi. Tôi thật tình nói cho các vị biết đó, còn tin hay không là tùy ở các người. Hòa Thượng kể, đại khái là Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 34, 1945, tại trạm Chu Gia Đông Bắc có một hội đạo đức. Tôi có vài đệ tử quy y ở nơi đó. Mỗi lần có dịp đi ngang qua, tôi đều ở lại đó vài ngày. Vào ngày 12 tháng 2, tôi gặp một ông thầy bói bàn về bát tự rất linh. Tôi bèn nói ngày giờ sanh của tôi cho ông coi dùm. Ông bàn: thầy đáng lẽ phải làm quan, nhưng tại sao lại xuất gia chứ? Nếu thầy làm quan, còn là quan cỡ lớn nữa là khác. Tôi nói: làm quan ra sao? Tôi nào biết làm, tôi chỉ biết làm thầy chùa thôi, cho nên tôi nay mới là người xuất gia đây. Ông ta nói: thật là đáng tiếc. Ông lại coi tay tôi, nói: hạng thấp nhất của thầy là đổ đầu trạng nguyên. Tôi nói: tôi hiện ngay cả hạng chót bét còn không đậu, huống chi đậu hạng đầu gì chứ. Sau đó ông lại xem kỹ tôi, nói: năm nay vận may của thầy tới rồi, mọi việc rồi sẽ kiết tường. Tôi nói: có chuyện gì kiết tường vậy? Ông ta nói: qua mùng 10 tháng giêng thì không giống như bây giờ. Tôi nói: không giống ra làm sao? Ông nói: trước đây người mà tin thầy thì ở trong vòng 1.000 dặm, sau mùng 10 trở đi thì người ở xa trong vòng 10.000 dặm đi nữa cũng đều tin tưởng thầy. Tôi nói: tại sao là như vậy hả? Ông nói: đến lúc đó thì thầy sẽ biết. Đại khái là ngày 14, 15 tháng 2, tôi đến Tương Bạch Kỳ, Tứ Đồn. Ở đó có đệ tử quy y tôi là Hạ Tuân Tường. Năm đó, ông đã hơn 60 tuổi, ông có nhiều đất đai, có thể nói là chủ điền địa, nhà có hơn 30 người. Lúc trước, ông già này không tin Phật, cái gì cũng không tin. Đợi khi thấy tôi tới, ông không những có lòng tin mà còn quy y nữa. Hơn nữa là cả nhà ông đều quy y. Sau đó, mỗi lần có dịp đi qua đó, tôi đều ghé lại nhà ông và họ vui mừng không kể tưởng. Tôi ở nhà ông được 10 ngày thì có 72 người tới quy y. Trong số người quy y đó có một người tên là Hàng Cương Cát. Lúc tôi chưa xuất gia, anh là bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng làm việc cho hội đạo đức. Sau khi tôi xuất gia, anh ta được khai nhãn. Đợi khi gặp lại tôi, anh ta nói: thì ra đời đời kiếp kiếp thầy đều là sư phụ của tôi, cho nên anh ta cũng muốn quy y với tôi. Tôi nói: tôi không thể nhận anh làm đệ tử được, vì chúng ta vốn là bạn thân với nhau, tôi có thể nào lại thâu anh làm đệ tử chứ. Anh ta nói: nếu tôi không nhận anh ta thì đời này anh ấy sẽ đọa lạc. Nói xong là anh ta quỳ xuống không chịu đứng lên, mà nhất định muốn quy y cho được. Nhưng tôi đã chẳng thâu nhận anh ta. Anh ấy quỳ được nửa giờ, tôi hỏi anh ta: người nào quy y đều phải y giáo phụng hành, vậy anh hiện nay có bản lãnh lớn như vậy, biết được quá khứ, vị lai, lại biết cả hiện tại, vậy có thể nào anh vì cái tâm cống cao mà không chịu nghe lời sư phụ không? Anh ta nói: tôi nhất định là nghe lời sư phụ, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Tôi nói: thật sao? Sau này tôi có việc bảo anh làm,
anh không thể từ chối đó nhé. Bất cứ sự việc gì mà sư phụ kêu tôi làm là tôi nhất định phải làm, dù cho có nguy hiểm cách mấy đi nữa tôi cũng không sợ. Vậy thì tốt quá. Do đó anh ta là một trong số 72 người quy y tôi. Trong lúc quy y, tôi bảo họ niệm chú Đại Bi. Tôi nói: các vị phải học gấp chú Đại Bi, mỗi người đều nên học chú Đại Bi, vì sau này có dịp dùng tới. Trong tương lai, nếu ở làng này có vấn đề gì, gặp yêu ma quỷ quái gì, ngay trong lúc nguy cấp đó, các vị đều nên niệm chú Đại Bi, tức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ cho các vị tiêu tai miễn nạn. Vì thế, sau đó có rất nhiều người học niệm chú Đại Bi. Ha ha ha, 问什么的说